À, đây là miếng sần IG5A ha. Rồi, miếng sần này đúng không? Chân này là chân chung nè, CM là chân chung. B1 là chân forward, là chân chạy thuận á. Còn B2 là chân reverse, chân chạy nghịch. Còn đây là chân. Đó, cái độ dày bên đây nó 8.7 nha anh chú Vinh ơi. Này là RSC cấp nguồn 3 pha vô. Cái này UVW kép ra motor. Rồi miếng sần này đang chạy chế độ là, để xem nhấn lên ha, thời gian tăng tốc kiểm tra là 3 giây nè, đúng không? Thời gian giảm tốc là 0 giây luôn. Rồi mình cứ để vậy. Rồi tiếp theo RUV ha, nhấn bằng 1. Đây 8 tầng ngắm nha Bảo ơi. RUV bằng 1 có nghĩa là mình sẽ chạy á với terminal bằng cái chân cầu đấu cái này, rồi V1. Còn cái này là FRQ bằng 0. Bằng 0 nghĩa là thay đổi tần số bằng feedback, bằng cái phím này nè. Đó. Rồi mình sẽ share đi ra lại. Đó. Thì ở đây mình chạy tần số là 42 Hz ha. Muốn thay đổi nó nhấn giữ. Xong di chuyển nút này qua lại. Đó. Điều thay đổi thành 41 Hz rồi nhấn enter. Đó. Đó. Mình chỉnh hẹp được trên đây luôn ha. Đó. Bây giờ ví dụ đây là nhấn chạy thuận đi. Đó, nhấn chạy thuận nè. Đó, nhấn chạy nghịch. Đó, reverse. Rồi, này 42 hẹp mình sẽ trả lại như cũ ha. Đó, thay đổi đây. Nhấn lên. Khi mà thay đổi này nó sẽ hiển thị set nè, đang setting đó mình nhấn lên. Ok, thì thôi.